À, vâng, em xin chào quý vị. Đây. Nay thì là em để quý vị chờ thì em phủi cái bụi đi cho quý vị xem. Em về em vào kho lấy thêm đồ ra để bán thì là ở đây là em sẽ thanh lý một cái đôi loa 7XDV này nhé, loa màng trắng carbon da trăm cho các anh. Về chúng ta là ai không quá quan trọng kiến thức thì chúng ta có thể lấy những con này về nghe nhạc. Rất ok nhé. Đấy, con này thì tại sao lại em lại thanh lý ở đây? Cái con này nói chung là về cái vỏ ngoài của nó thì nó vẫn có rất ok nhé. Một số góc cạnh nó hơi bị ấy một tí này, hơi bị, nói chung là có cái hơi ẩm nó vào thì nó hơi bị phình ra một tí. Nha, hơi bị phình một tí. Nhưng mà em đã test ở em vừa test rồi thì là cái tiếng cái bát test của nó vẫn đủ hết nhá. Nhưng mà có cái thùng của nó đây, cũng nhìn có thể là do hơi ẩm nó vào nên nó cũng nhìn ở trên đây. Nó sẽ có những cái điểm nó hơi bị nở một tí. Bị nở ra một tí. Đấy. Cái loa bên này thì nó bị hơn cái loa bên này. Đấy. Và mọi thứ nó như thế này. Còn đấy, về vỏ nó như vậy, còn đâu là về tép tiếp của nó thì nó vẫn còn rất là đẹp. Cứ nhìn đi xem. Rất là đẹp nhá. Em mới chỉ phủi bụi đi thôi mà nó rất ok, cứ nhìn thấy không ạ? Loa màng bát carbon da trăm trắng gân cao su nón tên lửa nhé. Mã của con này là con 7XDV. Cái dòng này thì bình thường là những con hàng đẹp. Đấy, những con hàng đẹp như thế này thì quý vị biết rồi, bên em vẫn đang bán khoảng tầm 1,2 triệu đến 1,4 triệu. Tùy những đợt hàng về và tùy theo độ đẹp xấu của cái loa thì nó khoảng từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu nhé. Nhưng mà thôi, con này thì em sẽ bán thanh lý cho các anh. Đấy. Về mọi người lấy có thể nghe luôn cũng được nhé, vẫn nghe được bình thường, em khẳng định là vẫn nghe được bình thường. Đấy. Còn nếu không thì các anh về đập thùng đi, nắp thùng mới, tùy các anh, hoặc là các anh lấy ruột lấy gan thì đấy việc của các anh nhé. Còn đã sở hữu các anh rồi, các anh muốn làm gì với nó thì các anh làm. Còn ở đây em bán coi như em bán bộ ruột này còn tặng thùng cho các anh. Thì bộ này em bán là đi tôi làm bán 900, bác nào mua hãy liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Đấy, thùng loa thì có chiều ngang khoảng 18 cm này. Chiều sâu khoảng 21, chiều cao khoảng đôi. Khoảng 27 cm chiều cao nhá. Đấy, loa thì bát của nó bát viền 13. Bát viền 13. Này gân cao su màng carbon da trăm màu trắng. Các bác có thể mua về để độ chế tùy. Đấy thì con này là 900, bác nào mua hãy liên hệ cho bên em nhá. Đấy. Ok, em xin chào các anh. Vâng.